Có một cách để các bạn có thể định cư Úc nếu các bạn hội đủ những điều kiện sau. Cách này nó rất là rẻ và nó sẽ phù hợp cho các bạn đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube Michael Tâm Nguyễn. Nếu các bạn thấy những cái video mình chia sẻ hay thì các bạn nhớ bấm nút like và đăng ký kênh để không có bỏ qua những cái video tiếp theo. Nó có thể giúp các bạn thay đổi cuộc đời của các bạn và có khi là cả gia đình các bạn nữa. Bây giờ bắt đầu vào cái video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn những cái lợi ích khi các bạn được làm thường trú nhân của Úc, mà bên Mỹ thì người ta gọi là thẻ xanh á. Hoặc là khi mà bạn ở Úc một thời gian sau khi bạn có thường trú á, thời gian đó là 4 năm, thì bạn có thể vào quốc tịch Úc. Cái lợi ích thứ nhất khi mà bạn trở thành thường trú nhân Úc á, sau khi bạn apply cái này gọi là cái skill visa, là không những bạn mà là vợ hoặc là chồng của bạn và thậm chí là con cái của bạn được đi với bạn và họ tự động trở thành thường trú nhân của Úc luôn. Nếu sau khi mà bạn đã đi qua đến Úc thành công rồi đó mà gia đình bạn chỉ có một người con thôi hoặc là hai người con, thì bạn có thể bảo lãnh cha mẹ các bạn đi qua Úc luôn. Sau khi mà bạn đã có thường trú nhân Úc rồi đó, bạn có thể đi lại giữa Úc và Việt Nam lúc nào bạn muốn đi cũng được, không có cần phải xin visa thêm nữa. Và khi mà bạn trở thành thường trú nhân Úc á, là coi như là nước Úc là ngôi nhà thứ hai của bạn rồi. Và khi mà bạn vào quốc tịch, bạn muốn giữ lại quốc tịch Việt Nam, người ta vẫn cho bạn giữ lại quốc tịch Việt Nam luôn nha. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ được hỗ trợ những cái loại phí. Ví dụ như bạn sinh con thì sẽ được chính phủ hỗ trợ. Và nếu trong thời gian đầu tiên bạn qua Úc mà bạn chưa có công ăn việc làm thì chính phủ Úc cũng hỗ trợ bạn luôn. Mình có một trường hợp người bạn của mình qua Úc năm 2020, qua Úc trước khi mà cái đại dịch nó bắt đầu, thì mình cũng khuyên bạn đó luôn là nên đi qua trước khi mà đóng cửa biên giới. Bạn đó tranh thủ đi qua đây, khi đó bạn đó apply ở Việt Nam và bạn đó có thường trú nhân Úc, thì bạn đó đi qua đây, chính phủ hỗ trợ rất là nhiều tiền các bạn, hỗ trợ gia đình các bạn đó trên dưới 3.000 đô mỗi tháng. Khi mà bạn có việc làm ở bên Úc rồi, đến khi mà bạn thất nghiệp thì chính phủ Úc cũng hỗ trợ các bạn luôn. Và nếu mà cái thu nhập của bạn thấp thì chính phủ Úc cũng hỗ trợ các bạn tiếp. Và chi phí khám bệnh cho bạn và gia đình là coi như là không có tốn đồng nào hết. Tiền thuốc thì có thể là giảm giá cho bạn một nửa. Và cái điều mà mình thích nhất ở nước Úc này là giáo dục con cái bạn và bản thân bạn. Nếu muốn học thêm, chính phủ Úc người ta hỗ trợ tối đa con cái bạn học, không tốn một đồng một cắc. Và nếu mà bạn đã được thường trú nhân rồi mà vợ bạn chưa biết tiếng Anh thì người ta hỗ trợ dạy cho bạn 500 giờ tiếng Anh. Và người ta còn khuyến khích hỗ trợ cho người vợ của bạn để đi học thêm những cái nghề để có thể là đi xin việc làm được. Chính phủ Úc còn hỗ trợ cho các bạn mua cái ngôi nhà đầu tiên. Người ta hỗ trợ cho bạn tiền để mua cái ngôi nhà đầu tiên. Có những tiểu bang là bạn không cần phải đóng tiền thuế, stamp duty nữa. Và vừa rồi năm 2020, chính phủ có hỗ trợ các bạn tiền để bạn xây nhà mới nữa các bạn. Vậy câu hỏi đặt ra là làm cách nào để các bạn được trở thành thường trú nhân Úc đây? Thì bây giờ mình sẽ đi vào video của ngày hôm nay nha. Mình nghĩ là hơn 95% người dân Việt Nam mình không hề biết cái cách này. Như mình nói ở phần trước á, những cái lợi ích khi các bạn có thường trú nhân Úc mà tới hơn 95% mọi người ở Việt Nam đều không biết. Đây là con đường theo mình là rẻ nhất cho các bạn đi định cư Úc. Và các bạn nào mà cũng giống như mình, không hề có một người thân nào ở trên nước Úc này hết. Và ngày xưa mình cũng không có công ty nào bảo lãnh cho mình luôn. Vậy bạn phải cần có cái gì để bạn có được cái tấm vé để đi đến Úc? Thì ba thứ quan trọng nhất là bạn cần phải có là: thứ nhất, tiếng Anh kha khá. Thứ hai, kinh nghiệm làm việc của bạn đủ lâu trong cái lĩnh vực mà bạn đã từng học qua. Có nghĩa là bạn có bằng cấp đại học hoặc là bạn có thể bằng cấp cao học. Và có những nghề bạn chỉ cần học cao đẳng là đủ rồi. Đây là con đường định cư Úc theo dạng tay nghề. Tiếng Anh của nó là Australia Skill Immigration, hoặc là người ta gọi là Skill Visa. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ngành nghề nào? Thì câu trả lời cho các bạn á, là nó có tới 300-400 ngành nghề lận. Mình không thể nào mà liệt kê hết tất cả mấy trăm ngành nghề đó ra cho các bạn. Cái các bạn cần làm á, là các bạn lên Internet, các bạn đánh cho mình cái chữ là Occupation List Australia.
là nó sẽ hiện ra cho các bạn tất cả các ngành nghề nào mà trong danh sách nước Úc chấp nhận các bạn để cho các bạn định cư. Và khi kết quả hiện ra đó, các bạn nhớ nha, có rất là nhiều cái trang web này hiện ra, có cả hàng ngàn cái kết quả. Nhưng mà bạn nên chọn cái trang web nào mà nó có cái đuôi á, là nó có chữ GOV, nó viết tắt có chữ Government, là chính phủ, .au, AU là viết tắt có chữ Australia, là nước Úc, chính phủ, .úc, AU, là chắc chắn cái trang web đó là của Bộ Di trú, của chính phủ Úc, là chắc cú nhất cho các bạn. Đừng có bấm vô những cái trang web mà có cái đuôi .com hay là những cái đuôi khác thì các bạn sẽ cẩn thận đó. Tại vì cái này nó liên quan tới vấn đề di trú của chính phủ Úc thì nó sẽ có gov rồi .au. Ok. Tại sao mình nói ra điều này? Tại vì có nhiều công ty ngoài kia lừa đảo các bạn lắm. Mình không muốn các bạn bị dính vào cái việc lừa đảo. Do đó mình nhấn mạnh thiệt là mạnh cái khúc này. Các bạn nhớ cho mình nha. Và mình muốn mở ngoặc ra cái khúc này á, là các bạn có thể thấy những cái thông tin nó cũng giống giống của cái trang web của chính phủ Úc .gov.au. Nhưng mà vấn đề á, là chưa chắc những cái thông tin này nó cập nhật tính đến cái thời điểm hiện tại các bạn đó. Và nhiều khi những cái trang web này nó sẽ dẫn các bạn đi lòng vòng, rồi nó sẽ có những cái thông tin quảng cáo, và nhiều khi nó lại chốt sale các bạn, nó rất là nhiều thứ nó phiền phức về tương lai. Và tốt nhất là bạn cứ nên tìm đúng cái website của Bộ Di trú Úc, của chính phủ Úc là chắc cú nhất. Rồi nghe, bắt đầu mình qua phần tiếp theo. Và khi bạn vào cái website này rồi á, bạn thấy cái đường link nó có ghi chữ Combine Current List of Eligible Skilled Occupation thì nó sẽ liệt kê hết tất cả cái danh sách các ngành nghề ra đây. Các bạn coi coi các bạn có phải nằm ở trong danh sách này hay không, cái nghề của các bạn làm á. Tới đây á, là các bạn nhớ cho mình á, là chính phủ Úc người ta chia ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là Long Term. Thì khi bạn lọt vào trong danh sách này rồi đó, thì bạn đi qua đây theo tay nghề độc lập, không cần phải ban bảo lãnh gì hết á, bạn tự một mình, bạn tự thân bạn đi qua đây được luôn. Nhóm thứ hai là short term. Rơi vào cái nhóm này á thì bạn phải cần những cái tiểu bang và vùng lãnh thổ bảo lãnh các bạn nha. Còn nếu mà bạn rơi vào nhóm thứ ba là nhóm regional thì bạn sẽ cần sự hỗ trợ của những cái bang nho nhỏ ở nước Úc, như là TAS hoặc là những cái vùng lãnh thổ nho nhỏ của Úc, Northern Territory. Vậy thì các bạn sẽ hỏi là ở Úc có bao nhiêu bang và bao nhiêu vùng lãnh thổ. Ở Úc nó gồm có 6 bang và 2 vùng lãnh thổ. 2 vùng lãnh thổ đó là ACT và Northern Territory. ACT là thủ đô của nước Úc á. Còn những tiểu bang khác là 6 tiểu bang là New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia và Tasmania. Tùy theo cái điều kiện của các bạn đủ cho cái tiểu bang nào và bạn sẽ chọn cái tiểu bang đó để bảo lãnh các bạn, hoặc là bạn đi theo diện tay nghề độc lập. Nếu mà các bạn muốn tiểu bang nào đó bảo lãnh các bạn á, thì bạn phải đi vào cái website của từng tiểu bang để bạn coi coi bạn có phù hợp với cái điều kiện của tiểu bang đó hay không. Nhiều bạn cứ nghĩ nó là khó nhưng mà thật sự nó không hề khó nha. Mình nhắc lại một lần nữa, nó không hề khó. Nếu mà các bạn biết tí xíu tiếng Anh, còn bạn nào mà chưa giỏi tiếng Anh á, thì bạn có thể dịch cái trang web tiếng Anh của từng tiểu bang qua tiếng Việt. Và mình nói thêm một điều này nữa là những cái điều kiện của từng tiểu bang là nó thay đổi theo thời gian. Bạn hãy vào đó bạn đọc để bạn cập nhật nha. Nhiều khi ví dụ như mình nói là năm 2019 bạn không đủ điều kiện đi, nhưng mà năm 2020 nó đổi lại điều kiện, nhiều khi bạn lại dính đủ điều kiện. Đó, nên bạn phải lưu ý cái điều này. Mở ngoặc ra chỗ này á, thì bạn nhớ tiếng Anh là một cái điều rất là tốt để cho các bạn đi qua đây để bạn hòa nhập vào cuộc sống của người Úc. Nên do đó bạn biết tiếng Anh càng điểm càng cao thì cái cơ hội bạn định cư Úc nó càng nhiều đó. Thì lát nữa mình sẽ nói nhiều về phần tiếng Anh ở phía sau ha. Một cái phần mở ngoặc cho các bạn á, là nước Úc nó có hai cái thành phố rất là lớn. Đó là lớn nhất là Sydney và lớn thứ nhì là Melbourne. Hai thành phố đó ngày xưa là đánh nhau. Mình chỉ đánh nhau mình để trong ngoặc kép nha. Để mà giành quyền thành phố nào sẽ trở thành là thủ đô của nước Úc. Nhưng mà cuối cùng hai thành phố quyết định lấy cái vùng ACT á, là có thủ phủ là Canberra, trở thành một cái thủ đô của nước Úc. Nó nằm ở lọt ở trong lòng của tiểu bang New South Wales, là nó nằm ở coi như nó nằm ở chính giữa của Melbourne và Sydney, mà thật chất là nó gần Sydney hơn, nó cách Sydney cỡ 200 cây số.
và nó cách Melbourne cỡ 700 cây số. Thì hai cái thành phố như nãy mình mới nói, Melbourne và Sydney, hai thành phố rất là lớn, kinh tế rất là phát triển, du lịch rất là phát triển. Do đó nếu bạn nào mà suy nghĩ là bạn muốn định cư ở hai cái thành phố này hoặc là hai cái tiểu bang này là một điều rất là khó khăn cho các bạn. Nên các bạn lưu ý, mình mở ngoặc ra cái này, hãy chọn những cái tiểu bang nhỏ và những cái vùng lãnh thổ nhỏ để bạn cái cơ hội bạn ở Úc nó cao ha. Đừng dại mà bay vô những cái thành phố lớn. Và các bạn suy nghĩ bình thường đi, những thành phố lớn nó tương đương giống như kiểu ở Việt Nam mà Hà Nội với lại Sài Gòn gì đó. Nếu bạn định cư vô hai cái thành phố này thì hai thành phố này đã chật dân lắm rồi các bạn. Dân số nó rất là đông rồi, nó không có muốn bạn định cư ở đây đâu. Và cái chính sách nó càng ngày nó càng khó cho các bạn nhiều hơn. Và cái cách đó là các bạn hãy đi những cái thành phố nhỏ, những cái tiểu bang nhỏ. Và sau đó khi bạn có quốc tịch rồi thì bạn muốn đi đâu bạn đi. Ngoài cái việc mà hai bang này có những cái điều kiện rất là cao cho những cái ứng viên để mà chấp nhận bảo lãnh cho các bạn, thì cái số lượng những cái người mà ứng viên không phải chỉ ở Việt Nam không đâu nha, từ Trung Quốc, từ Ấn Độ, từ Singapore, từ những cái nước phát triển như là Mã Lai hay là Đài Loan hoặc là Hồng Kông thì người ta cũng đi qua những cái tiểu bang này đó. Nên các bạn không chỉ là cạnh tranh với những người trong nước mà bạn còn cạnh tranh với những bạn bè khác trên thế giới đó. Thậm chí bạn phải cạnh tranh với những người Mỹ, những người Anh, người ta đi qua Úc theo cái dạng visa này đó. Và bây giờ mình sẽ nói về vấn đề điểm visa ha. Thì cái điểm tối thiểu là 65 điểm theo thang điểm của Bộ Di trú. Tối thiểu nha các bạn. Nếu bạn nào mà chưa đủ 65 điểm thì thôi luôn rồi, sayonara luôn rồi, tạm biệt các bạn. 65 điểm là điểm tối thiểu, là coi như là vòng gửi xe đó. Bạn nào càng điểm cao thì càng nhanh. Ví dụ bạn nào được 95 thì tuyệt vời, nhưng bạn nào mà vừa đủ 65 thì mới lọt vào vòng gửi xe à. Nên phải cố gắng thêm những cái điểm khác nữa. Vài năm trở lại đây, Bộ Di trú nó cũng có đã thay đổi cái luật chút xíu. Đối với bạn nào mà còn đang độc thân hoặc những bạn nào mà đã ly thân rồi đó, là nói chung là đang là single á, thì rất là may mắn cho các bạn. Bạn tự nhiên được chính phủ Úc biếu cho các bạn 10 điểm. Đó, tuyệt vời không? Và cái điểm tuổi của các bạn nữa, ví dụ như bạn trong độ tuổi lao động từ 25 cho tới 32 tuổi là tuyệt vời. Là cái độ tuổi này là cái độ tuổi chín mùi để lao động tốt ở nước Úc thì người ta cho bạn tới 30 điểm luôn. Nếu mà bạn tốt nghiệp đại học thì người ta cho bạn là 15 điểm theo những cái trường mà chính quy công lập ở Việt Nam nha. Còn nếu mà bạn học những cái trường không phải chính quy công lập thì người ta sẽ cho bạn 10 điểm. Tùy theo cái trình độ và những cái năm kinh nghiệm của các bạn thì người ta sẽ cho những số điểm tương ứng. Thì hôm nào mình sẽ chia sẻ với bạn những cái về cái cách tính điểm này một cái video chi tiết hơn. Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh một cái điều á, cái tầm quan trọng của việc tính điểm như thế này là tại sao chính phủ Úc lại tính điểm mà nó khác với là bên Mỹ nha các bạn. Bên Mỹ là không có cái chuyện này, và mình thấy rất ít nước có cái chuyện này, là cách tính điểm để mà các bạn được vào thường trú. Thì đó là chính phủ Úc người ta đang muốn cái độ tuổi tốt nhất, đẹp nhất để qua Úc lao động, để cống hiến, để đóng thuế cho nước Úc. Để làm gì? Để cho bạn gia nhập vào cái đội ngũ workforce của nước Úc, để bạn đem lại rất là nhiều cái nguồn lợi cho nước Úc. Đó là lý do người ta cho bạn qua Úc để bạn nhập cư các bạn.